Mỗi một con người mình tu hành bây giờ còn khỏe nè, rèn đi quý vị. Như những đức là cái gì chứ, những đức lo cái chuyện cặn tư nghiệp tập dữ lắm. Đó là khi mà bệnh đau này kia đâu, rèn mình ghê lắm. Không uống thuốc, lì đòn, lì dữ lắm quý vị. Phải lì để cuối cuộc đời mà nó có kết quả con đường giảng sanh. Bây giờ mỗi một con người chúng ta ngồi ở đây, đa phần những người tu tịnh độ chúng ta là muốn đời này mình phải sanh cực lạc, đúng không? Muốn đời này phải sanh cực lạc thì đụng một hai keo phải lì, bệnh đau phải lì với nó. Nó không có chết, thọ mạng đến nó mới chết nghe, 100% luôn. Những đức thấy rõ ràng là cái trận dịch bệnh mà những đức cũng bị dính dịch, mà những đức là dịch chúa, dịch nặng nhất luôn. Mà quý vị thấy lì đòn lê lết mà liều mạng luôn, nghĩ là mình bỏ mạng luôn quý vị. Cuối cùng thọ mạng chưa hết, đâu có chết đâu. Nếu chết thì sao ngồi đây, đúng không? Chết sao ngồi đây đó. Thì như vậy đó, thì mình thấy rõ ràng. Bởi Ấn Tổ ngày nhắc cái câu này rất là hay: người niệm Phật cầu sanh cực lạc, khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ nè, tổ sư nhắc mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc là gặp bất cứ sự cố gì cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc, bệnh đau cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, mà thọ mạng hết thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Thấy không? Có nghĩa là hai con đường này nó đều tốt hoàn toàn. Mà khi mà nó vượt qua rồi thọ mạng nó kéo dài nghe, như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói rằng sách số coi ngày năm 45 tuổi phải chết. Hai người bạn kia tu cái pháp khác nha, cũng sách số coi năm 45 tuổi chết. Hai người kia chết trước, hai người kia chết trước. Hòa Thượng Tịnh Không giảng đó. Xong tới Hòa Thượng Tịnh Không ngày bệnh nặng, cực kỳ nặng, ngài nói tới lúc rồi, giờ thuyết pháp cũng buông luôn, chuyên nhất niệm Phật để cầu giảng sanh thôi. Thì bắt đầu là ngày ly đoạn, ngày niệm, ngày niệm, ngày niệm, một tháng chờ hết bệnh, tiếp tục thuyết pháp nữa. Vậy mà thọ mạng ngày kéo dài hơn 50 năm. Có thọ mạng kéo dài hơn 50 năm nữa. Nên một con người mình mà khi mà mình gặp sự cố trong cuộc đời, mình gặp sự khó khăn đó nghe, mình là người tu á, mà mình gây dựng, mình vượt qua được, là quý vị biết là con người quý vị nó sẽ phát lên luôn. Phước nó lớn, cực kỳ lớn. Tại vì từ cái công đức nó sanh phước báo. Nên mình mà gặp những cái sự khó khăn trong cái cuộc đời mà mình vượt qua được, mình mới trưởng thành. Người tu hành mình cũng vậy. Có nghĩa là tu hành là phải chịu khó, chịu khổ, chịu khảo đảo, chịu đủ chuyện hết chứ, đâu có dễ đâu chàng. Mình mà càng muốn sanh cực lạc thì mình càng phải chịu khó. Mình gặp bao nhiêu cái sự việc từ cực khổ, từ đói khát, từ khó khăn, từ trở ngại, từ đủ chuyện chu dập. Con người mình phải được sự tối luyện trong những sự việc đó. Người tu thì có cái sự rèn của người tu, còn người đời thì có sự rèn của người đời. Vì thấy rõ ràng không? Mình bây giờ mà mình nói trời ơi, thấy mấy thầy tu thấy khỏe ghê, ở trong chùa cái gì nó cũng đâu vào đó chứ, nó ổn dễ tu. Cũng khó lắm quý vị, nó cũng là trở ngại dữ lắm chứ không giỡn đâu nghe chàng. Còn người cư sĩ mình ngoài đời quý vị cũng có cái khó của quý vị, giống như người tu thì có cái khó của người tu xuất gia, còn người đời thì có cái khó của người đời. Mỗi một con người chúng ta đi đến cái cõi này ai cũng có cái khó, nhưng mà trong cái khó đó mình mới thấy được ô, cái cõi này đúng là Phật nó khổ, khổ không thể nào nói hết. Từ nơi đó mà mình muốn sanh về cực lạc, một cái quốc độ vui không thể nghĩ bàn. Còn nếu như mà ở cái cõi này mà nó quá sung sướng, chưa chắc mình đi tu đâu. Những đức nói ngồi trong đây, nếu một cái cô nào mà có chồng, mà chồng thương yêu, mà niệm ấm chăn im, nó thương yêu mà nó không có một lời gì chửi mắng la gầy gì hết, nó quá tiện lợi luôn, thấy không? Chưa chắc đi đến đây mà tu đâu quý vị, không có tu đâu. Những đức nói đa phần cái người ngồi trong đây, những đức nói bảo đảm quý vị, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người đều có cái khổ của mình. Nhưng những đức năm 29 tuổi mà đi tu đâu phải sung sướng mà đi tu đâu. Trời ơi, 11 năm trên thành phố làm hoài làm không được, nó làm sao á. Rồi giết rồi mình cảm thấy trong lòng mình nói trời, bây giờ mà có con đường gì mà mình đi có chàng, mình cứ ao ước gì, tự nhiên gặp Phật pháp cái nắm luôn, rồi bắt đầu là đi tu luôn. Chứ ngoài ra nếu như những đức mà có điều kiện, mà không phải nói giàu nghe, được chút thôi, có tiền xài lái rai thôi, hiểu không, có xe cộ đồ ngon lành chút thôi, rồi là chắc chắn quý vị là dễ gì mà những đức năm 29 tuổi như đức đi tu, không có đi đâu chắc chắn quý vị. Nên mình đa phần
là đi tu á, chưa chắc cái chuyện mà mình cầu giải thoát đó quý vị. Như bản thân những đức ban đầu đâu có cái chuyện đi tu cầu giải thoát đâu, nhưng mà mình ở trong đạo nhờ cái duyên, nhờ cái duyên nó gầy cho mình từ từ rồi mình mới nhìn ra. Nhất là cái chuyện nuôi người già là cái chuyện những đức nói là cái góc độ mình nhìn ra cái sanh tử nhanh nhất luôn. Nuôi người già tại vì chùa mình từng nào cũng chết vài người, cho mình nhìn hoài cái chết. Có cái đồng hồ để đây giùm nữa ta. Nên từ nơi đó mà cho mình nhìn ra những người già ra đi, rồi lăn lượt tới mình. Như con bé 11 tuổi ở bên chùa Hộ Pháp, bị coi nó có 11 tuổi thôi à, mà cái bụng của nó trời. Mà quý vị công nhận rằng là bé cũng đặc biệt ghê thiệt. Những đức từ đó thì chưa từng thấy một đứa con nít nào mà vậy luôn. Nó bình tĩnh, đừng có nói nó quý vị, mà cái bụng nó bự lên gì nè nghe. Mà vậy đó mà nó bình thản lắm quý vị ơi. Mỗi lần mình hỏi nó con có sợ chết không? Không. Quý vị thấy bao nhiêu cái đoạn phim quay nó thấy chưa? Nó đều hồng, con như muốn sanh cực lạc. Nó đều là mục tiêu cầu sanh cực lạc không nha quý vị. Mà mỗi lần mà ba mẹ nó lên gặp nó mà bùi ngùi, nó nói thôi ba mẹ gặp con mà gì thì thôi ở nhà niệm Phật đi. Chứ gặp con mà buồn gì, ba mẹ gặp con làm gì. Đã người ta bệnh đau rồi, người ta đã nặng nề rồi, mà gặp người ta mà còn mang cái mặt nặng nề nữa, vậy thì làm sao mà người ta chịu nổi. Nó 11 tuổi mà nói chuyện gì đó quý vị. Nghĩ nhỏ này nó không phải đứa tầm thường đâu, đúng không? Nít bình thường nào mà kỳ cục vậy. Trời, cái bụng nó trình bình vậy đó quý vị ơi. Mà quý vị biết rằng là nó ăn vô đi ra luôn, nó không có giữ lại được gì. Mà gì đó mà nó lúc nào mình gặp nó một cái là dạ con chào thầy à, này kia, rồi nó cười với mình, nó nói chuyện với mình. Từ nơi đó mình nhìn một đứa bé nhỏ thôi, mình nhìn thấy nó thiệt chứ. Nhiều người lớn của mình tu kia không bằng nó đó. Thì mình thấy rằng là trong cái cuộc đời này tu hành, dù là một con người người ta mới tu hay người ta nhỏ, mình chưa chắc mình thấy người ta vậy mà mình nói người ta mày mới tu thời gian ngắn gì đó, không phải đâu. Nhưng mà cái thiện căn của mỗi một con người quý vị nó khác nhau. Cái thiện căn nó khác nhau quý vị. Từ nơi đó mà mỗi một con người mình thấy người ta mới bước vào đạo thôi, cái mình nói này mới tu ăn thua gì, nhưng chưa chắc. Cái chủng tử nó nhiều đời nhiều kiếp. Như đứa bé 11 tuổi dưới là thấy rõ ràng. Như hòa thượng mình cũng coi, nó còn nhận bé đó nó dễ thương thiệt nghe. Bé nó nhỏ xíu mà sao nói chuyện dễ thương quá. Thượng cũng coi thì vị biết 11 tuổi như đứa thấy rõ ràng luôn đó. Nó mà nó nghe vậy đứa nói chuyện có bao nhiêu đâu, mà nó bệnh đau là nó nói con muốn giảng sanh không à thầy, con chỉ muốn giảng sanh thôi. Con nghe thầy nói con tin giảng sanh về cực lạc mới hết khổ. Thế từ nơi đó nếu như mà mỗi một con người niệm Phật của mình mà đều có cái tâm gì đó, thí dụ như trong cái thời Ấn Tổ có một vị cư sĩ này, ông tu ông siêng năng, ông tinh tấn niệm Phật vô cùng luôn. Quý vị biết rằng siêng năng tinh tấn tu đó, tự nhiên đùng cái nhà ông cháy vậy, cháy rụi hết trơn. Rồi con cái gia đình của ông tự nhiên chết queo trong lửa hết trơn quý vị, của cải mất sạch hết trơn luôn. Xong ông chịu không nổi, bắn loạn tâm trí đi. Giống như lúc điên lúc tỉnh. Ấn Tổ nghe tin gì, Ấn Tổ viết cho một lá thư. Nó bây giờ cư sĩ là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Trong cái cõi đời này nó là vô thường mà, tất cả những cái gì mình nhìn thấy nó đều là vô thường hết. Mà cư sĩ bây giờ gặp sự cố gì mà cư sĩ bắn loạn tâm trí, vậy thì cư sĩ làm sao được giảng sanh để cứu độ người thân mình đây? Có khi mình đi tu siêng năng vậy mà về tự nhiên chồng mình nói ly dị đi mày ơi. Chồng mình nói sao kỳ chợ. Tự nhiên đi tu về cái bây giờ tự nhiên không thấy gì gia hộ chứ mà tự nhiên chồng nó đòi ly dị mình rồi chợ. Ờ có khi nó kỳ cục vậy đó. Rồi nhiều người tự nhiên người ta vị bác, ta nói rằng nó đi tu đó. Đi lại Quan Âm đó đi tu đó. Từng nào cũng xách giỏ đi tu đó thấy chưa. Đi ào đó. Giờ chồng bỏ rồi đó. Cái tự nhiên người ta thấy gì cái người ta nói thôi nghỉ đi chùa. Thấy không quý vị? Trong cái cõi đời này nó đủ chuyện nó khảo đảo người tu mình này. Rồi nó chặn luôn con đường mà người chuẩn bị đi tu. Người ta chuẩn bị đi tu, người ta nhìn cái cảnh gì ta nghỉ tu, mà ta quay lên ta phỉ bán mình. Rồi người đi tu với mình người ta lại nói nó trưởng đoàn giỏi quá, ngon quá, chồng bỏ rồi đó. Mày thấy chưa?
Rồi bắt đầu là tự nhiên cái người ta lại dị nghị nói này nói kia, ta nói mình. Thì quý vị biết rằng trong cái cuộc đời này, ai gầy dựng được cái tâm thì tu thành tựu, còn không gầy dựng được thì gán chịu. Còn mình thì cái tâm mình dẫn dắt người ta tu, cái nhiệt tình dẫn dắt người ta tu, cứ dẫn dắt người ta tu rồi mình không cần thiết quan trọng cái điều đó. Phải nhớ, trời ơi, quý vị biết trong cái cuộc đời này nghiệp lực khác nhau mà, mỗi một con người có sự khảo đảo khác nhau. Có khi tự nhiên bây giờ mình sống với người chồng đó là cái duyên cái nợ, duyên gặp nợ mới gặp nhau, rồi mình mới sống với nhau. Chứ bây giờ có duyên mà không có nợ cũng không ở nhau được quý vị. Có những người mới biết khổ the tua thả tơ lưng mình, người ngoài cuộc mà nói một câu này: trời ơi trời, khổ gì thôi bỏ đại đi, gì đâu tôi thấy bà sống với chồng bà gì đâu mà nó chửi mắng, nó chửi mắng rồi nó hành hạ, nó làm kỳ cục quá bà ơi bà. Sao bà không bỏ đại đi? Mình nói nè, muốn bỏ mà sao bỏ không có được bà ơi bà. Mỗi lần muốn bỏ nó năn nỉ nói vài câu ấy, chị cũng có nổi. Chứ tôi mấy lần là thật sự bà tôi cũng muốn bỏ vứt cho rồi, thấy khổ quá. Mà tôi tính bỏ cái là nó năn nỉ. Cái năn nỉ nó nói này nói kia nói nọ, bỏ không có được. Thấy không? Đó là cái gì? Nợ. Còn nợ sao bỏ? Rồi có những cặp vợ chồng nó chia tay rồi mà ngủ tay nó chung ở chung nhà. Mình nói nó thôi chia tay rồi đi đâu đi bại đi. Nó không, chia tay ở đây canh được không? Nói rằng giờ cục mỡ này tao bỏ ra mà tao cũng không cho thằng nào liếm. Kinh khủng không? Vì nợ nó bám biếu, dù là nó buông ra nó cũng phải ở nó canh. Thì có không, có những cái cặp vợ chồng á chia tay rồi nó không chịu đi đó, thấy chưa? Có nghĩa là cái nghiệp trong cái cuộc đời này, nghiệp lực bất đồng nó khác nhau, nó tùm lum thứ loại nghiệp hết. Thì bây giờ quý vị chỉ cần mình là người tu, mình chỉ cần gặp một sự cố gì mình đã nghiệp chướng. Như hôm qua chúng ta chia sẻ cái bài học tập đó, nghiệp chướng đeo đẳng theo phải làm sao? Nó làm sao thì tu chứ làm sao? Tu chứ làm sao? Đeo theo đeo mình cứ tu đi. Thí dụ như bây giờ con nợ nó bám víu mình, bây giờ mình cứ tu đi, mình cứ kiên trì mình tu đi, mình cứ gây dựng mình đi, mình gây dựng mình cho cực kỳ mạnh đi, một ngày nào tự nhiên nó buông tay. Còn nó chỉ cần khảo đảo mình nhẹ cái là mình bỏ tu liền, mình rớt. Nó có cái câu này có nói: trời ơi, cái lúc mà ngày xưa chưa tu là nó bỏ rớt cái thầy. Rồi tự nhiên gặp Phật pháp, cái tự nhiên biết Phật pháp rồi, giờ muốn tu muốn giảng sanh, niệm Phật tu giảng sanh, tinh tấn tu, cái bắt đầu nó thương. Nó thương, trời ơi, nó thương chẳng ai phải cũ, nó thương quá trời thương. Thương còn hơn ngày xưa nữa. Ngày xưa thí dụ như là 2-3 ngày nó thương lần. Bây giờ nó rồi thương mỗi ngày. Bây giờ con hỏi thầy, bây giờ con phải làm sao? Những đức nói thì nó thương thì cho nó thương. Chứ giờ sao bây giờ? Bây giờ nợ mà quý vị nghĩ đi. Cái lúc bình thường nó đòi lâu lâu nó đòi lần, bây giờ tự nhiên mình tu mình muốn giảng sanh nó đòi hoài, thì mình nói thôi trời ơi, thiếu nợ thì trả đi, than quan làm gì. Rồi xong mấy bà nói rằng: trời ơi, nó thương vậy khó niệm Phật lắm thầy ô. Những đức nói thì khó thì cũng phải cố gắng chứ sao bây giờ, trong cái cõi này nó như vậy mà, chứ cố gắng. Bây giờ bị muốn giảng sanh không? Muốn thì cố gắng. Đó, có những người thì bây giờ nó bê tha thì cũng buồn chết được luôn, nó đi đâu thì cũng lo chết được. Rồi có những người thì nó quá thương thì mình cũng chịu không nổi. Thế vị thấy trong cái cuộc đời này không biết sao vừa lòng người, khó vừa lòng được đó quý vị. Nên chúng ta sống trong cái cuộc đời này gọi là nhân vô thập toàn. Đã là không trọn vẹn được thì bây giờ muốn cầu toàn không có được. Nên ai mà nói mà tu hành mà mình muốn cái nó muốn cứ là muốn toàn vẹn là vì sanh phiền não. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ một người chồng chung thôi, mình nói phải chi mà được như chồng người ta vậy. Còn cái người bình thường khác người ta nói ước gì mà được như chồng chị tôi cũng vừa bụng. Mà mình thì được vậy rồi, mình nói ước gì nó phải như thằng kia kìa. Rồi mình thấy thằng khác được hơn, mình nói phải được như thằng kia. Mình không có chịu biết đủ đâu, hiểu không? Nên từ nơi đó mà bây giờ mình nói rằng khó vừa lòng người lắm. Bây giờ thí dụ những đức hướng dẫn Phật pháp, nhiều người bị quý, nhưng mà có những người ta cũng bực bội, người ta ghét. Nó có những người ta bình luận, người ta nói ông thầy giảng cái mặt thấy ghét. Đúng không? Ghét giảng.
sợ gì, thấy không? Đó, nên từ nơi đó vị coi, nên mình á phải gầy dựng mình cho kiên cố cái tâm mới được. Chứ nếu không mình tu trong cái cõi này mình dễ bỏ cuộc lắm á. À, dễ bỏ cuộc lắm. Thí dụ như ngày xưa mình chưa đi tu đi, giờ mình sớm nó không để ý mình đâu. Mà giờ mình sắp chọn mình đi tu hoài đâu để ý mình đâu. Mình chỉ cần cái gì hớ cái là nó nói. Ngày xưa mình hớ gì cũng không nói chứ. Mà bây giờ để ý cái nhà này tu này, cái nhà này tu, để ý cái nhà này coi. Coi có cái gì không nói nè. Thấy chưa? Nó giết rồi quý vị thấy đúng là sao mà mình bị người ta canh giữ cái trời. Mà nếu như bị chuyển lại cái tâm vì cảm ơn thì nói ồ nhờ nó canh mà mình nghiêm túc. Đúng không? Nhờ nó canh mình giết mình nghiêm túc luôn. Nên đừng có bao giờ mình nói ồ sao tu hành sao thấy khó quá. Nhiều cái trở ngại quá trời. Trở ngại mới càng cầu giảng sanh. Nó càng trở ngại nó càng muốn giảng sanh. Hiểu không? Giống như tối mình lễ Quan Âm nó ngã nghiêng ngã ngửa mình lễ đuối muốn té rầm. Nhưng mà mình nghĩ về mình nói mình suy nghĩ trời ơi, bây giờ còn khỏe mà còn gì. Nếu bây giờ mà không cố gắng chờ sau này già sao tu. Càng nghĩ vậy thì càng nỗ lực. Vì sao? Vì sau này mình muốn lễ gì lễ không được. Nhưng Đức nói bây giờ cỡ khoảng 50 tuổi thì trung bình lễ không thì được. Nhưng mà cầm micro gì mà để mà làm chủ xứ khó lắm quý vị à. Không có dễ đâu. Bây giờ 42 tuổi còn ngon đó. À, còn mấy năm nữa đó. Thấy chưa? À, có thể 50 tuổi rồi thiết pháp đồ này kia dẫn dắt đồ lại chung rồi thì được nha. Nhưng mà làm chủ xứ mà 3-4 ngày khó đó. Nhưng Đức thấy cái mồi là không dễ đó nha. À, nên từ nơi đó mà mình bây giờ nắm bắt cơ hội này nè. Nên mỗi một Phật tử nghe quý vị đang còn tu được, cố gắng đi. Đừng có giải đãi, đừng có bê tha. Trời ơi, mình là tu, đang tu cho mình. Quý vị nhớ câu này, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à. Không có ai mà tu giùm cho ai đâu. Nó thầy tu thì thầy đắc, mà trò tu trò đắc, còn không tu không đắc. À, nên từ nơi đó mà mỗi người mình cố gắng à. Nó đi đến đây rồi, ông thầy ông hướng dẫn, ông nhiệt tình, ông nhắc nhở mình. Nó làm cho mình một cái động lực buổi sáng thì vừa lễ Phật, vừa niệm Phật một chút. Bây giờ bị nghe những Đức nói gì, tự nhiên cái tâm trí bị nó hừng hực cái tâm lên liền. Hừng hực cái tâm lên. Nên những Đức nói cái đầu kéo nó quan trọng lắm. Cái đầu kéo nó rất là quan trọng. Nếu như bây giờ không có đầu kéo những Đức, làm sao quý vị có nói cái chương trình lễ 2000 lại. Không có đâu. Sao ai phát tâm làm điều này? Bây giờ người ta cứ nghĩ rằng nó quá mệt, làm chi mà làm dữ vậy chẹn. Đúng không? Đó, nên từ nơi đó mà không làm. Mình làm là làm được liền. Tính ra mình lễ Quan Âm 2000 lại được 2 lần rồi phải không ta? 2 lần rồi. Nó lần này là 1500 danh hiệu nè, lần sau là 2000 đó. Mà lần sau yên tâm đi, có mưa. Tháng 6 là có mưa mà. Hiểu không? Mưa trước mấy ngày rồi tới bữa đó đừng mưa thôi. Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó quý vị biết rằng Phật Pháp nó giúp mình nó có một cái tâm vui trong cái khó. Quý vị biết mình vui trong cái khó là lý do gì mà mình vui được không? Tại vì trong tâm niệm quý vị nghĩ con chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi Phật ơi. Khi mà con cặn tự nghiệp đó, con nghĩ đến cái chuyện Phật A Di Đà mà cầm đài sen đứng xuống, rồi con bước lên đài sen, cái vèo, trời ơi. Đó. Nghĩ đến cái chuyện này nè, nó mới hừng hực nè, quý vị thấy không? Mà vừa nói tới chỗ này là cái tâm lực nó khoát liền, thấy chưa? Tiếng nói nó mạnh liền. Vì sao? Nên tổ sư nói rằng là mỗi ngày phải nhớ A Di Đà Phật, nhớ Cực Lạc Tây Phương. Thì tức khắc con người này gặp sự khó khăn, sự trở ngại gì, con người này tức khắc nó cũng vượt qua. Tại vì mình nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đó, nên từ nơi đó mà tâm lực này phải nghĩ đến cái chuyện. Nên trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nhắc nhở mình rõ ràng luôn. Ngài nhắc một câu xác thực vô cùng. Này các con, các con hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi các con. Mà đúng, tuy là cái cõi này mình nói mấy chục năm, đối với mình tưởng nó dài nghe quý vị, nhưng mà nó ngắn ngủi dữ lắm quý vị ơi. Quý vị coi nè, mình nhớ hôm nào mình có 17, 18 tuổi đúng không? Mình có không có lo nghĩ cái gì, chỉ sống bữa nào biết bữa nấy, ăn no bạn đẹp là thấy mừng rồi, đúng không? Nhưng mà mới đây mình bây giờ cũng 40 mấy tuổi rồi, 40 mấy 50 tuổi hết trơn rồi còn gì. Tuổi mình giờ 42 tuổi, hơn nửa đời người còn gì nữa. Người ta nói 60 năm cuộc đời mình, 42 rồi bây giờ mình hơn nửa đời người, thấy không? Từ nơi đó mà mới thay bây giờ tự nhiên nó đặt mình một vai trò liền á. Như những Đức bây giờ, những Đức tự nhiên là những Đức có cái tính là biết quan tâm, biết lo cho người.
Chứ ngày xưa mà năm những đức mà gọi là 27, 28 tuổi những đức cũng cần lo đâu quý vị. À, giống như bữa nào, có bữa nào xào bữa nấy. Có nhiều ăn hết nhiều, không có quan tâm đến nhiều đâu. Vậy mà bây giờ biết lo. Nào là biết lo cho chúng, lo này lo kia tùm lum. Rồi biết gánh vác, thấy không, càng ngày nó lớn lên đó. Nhưng mà may mắn thay nó được gánh vác một cái Phật Pháp, cái gia đạo của Như Lai. Chứ nếu như mà nó không đi tu, nó gánh vác vợ con chứ sao? Gánh vác vợ, một người vợ, một đứa con cũng là công lưng. Bây giờ cũng là công lưng, mà lại công lưng có ý nghĩa, đúng không? Đó, công lưng có ý nghĩa. Bây giờ những đứa nói với vị nghe, nếu như đời này của chúng ta mà không gặp Phật Pháp, quý vị cũng công lưng, quý vị sống cho khổ đó. Nhưng mà cặn tử nghiệp chúng ta được cái gì quý vị? Cặn tử nghiệp mình không có được một cái gì cả. Bây giờ quý vị coi, tiền của vật chất bây giờ một hơi thở thở ra, không hít vào cái gì là của mình. Nó không có cái gì của mình, dù giàu sang cỡ nào đi chăng nữa. Dù bây giờ mình là tỷ phú đi chăng. Nhưng mà khi một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì mình cầm theo? Những đức nói bây giờ cái nút áo còn lắc bỏ lại, bây giờ cái gì cầm theo? Nên từ nơi đó mà lúc mình còn sống gì mình phải lo tu. Cái việc tu phước tu duyên được, mình nỗ lực mình làm đi quý vị. Cơ hội đó mình nỗ lực mình làm đi. Nó nên thí dụ như quý vị đi đến đây, quý vị gặp Hòa Thượng cái là kết duyên với Hòa Thượng liền. Con một đồng một cắt con kết duyên với Hòa Thượng, tu phước tu duyên với Hòa Thượng. Con mong Hòa Thượng xây chùa cho nhiều người già về sau đi về đây được ở. Con thấy cái cơ ngơi Hòa Thượng lớn quá. Quý vị coi nhà cửa đây quá trời luôn. Mà số lượng đông người như vậy về mà mở cửa sạch cả hết luôn. Như vậy mà quý vị biết có khi mà chỗ ở còn chặt. Chứ ở đâu mà cái hoàn cảnh này quý vị coi nhà lớp lớp luôn. Hồi tối nghe nói mà mở bên cái khu bên đây. Cái khu bên đây là khu tăng. Hòa Thượng kia mở cửa ra cho Phật tử ở, cho vô ở luôn. À, nó rồi mình nhìn thấy cái cảnh duyên này, mình nói đúng là người phước ở đắc phước, đắc phước người phước ở. Không phước báo sao có cảnh giới này quý vị, phải không? Rồi bao nhiêu người già mà về đây mà ở đây niệm Phật, mà nói mà buổi sáng tôi đi vòng vòng chỗ này thôi còn hơn cái công viên nữa. Công viên sao sánh bằng? Tại vì công viên còn thấy cốc nhái ảnh ương tùm lum tùm la. Nó ngồi, chứ chùa làm sao có diện cốc nhái ảnh ương ngồi mà. Hiểu không? Đó. Rồi bây giờ chùa ở đây có mấy xe điện. Buổi chiều các quý thầy hỗ trợ mấy bà già đi vòng vòng chùa. Hạnh phúc nào bằng. Nên các cụ già ô. Hiểu không? Phải chẳng về đây đi các cụ. Hiểu không? Đừng có lưỡng lự nữa nghe. Về đây mình thấy cái cảnh duyên gì nè, mình về đây phức cho rồi đi. Nói với con cái tiền của cho nó sạch hết đi, rồi sống vô. Mình vô mình ở đang gì khi cuối cuộc đời mình còn được sự lo lắng đàng hoàng. Hiểu không? Đó nên từ nơi đó còn mấy cô mà chồng bỏ chồng chê rồi đó. Nếu mà mình thấy cái chuyện mà mình thấy mà mình không có bị gia duyên ràng buộc gì đó, mình vô đây cùng chung tay những đức nuôi với bà già đại đi. Lang thang chí ngoài hoài mệt. Hiểu không? Kiểu mà sồn sồn mà chồng bỏ chồng chê, mà cái dạng ba mấy 40 tuổi lang thang coi chừng có ngày gặp độ á, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe. Ờ nó cứ đi theo nó khỏ mỏ hoài, kiểu như đi theo nó nói này nói kia nói này nói kia nói tội. Ban đầu thì nó nào là nhất là cái câu nghe, nó dựa vào mình có mấy đứa con nghe, cái bà cẳng thằng dựa vô mình có mấy đứa con, nó nói thợ em có mình, anh thấy em sao thấy tội nghiệp quá, tuổi như mình là đâu có quan trọng gì quá đâu, không có những cái chuyện khác nghĩ ngợi nhiều đâu, nhưng mà nghĩ rằng em cực quá, nuôi mấy đứa con quá, anh muốn bước vào phụ em, trời thật phụ em, anh muốn bước vào phụ em, đừng có nói xa lạ, có khi đi tu này nè, đi tu mà bạn đồng tu á. Chứ bạn đồng tu quá nghe. Ừ. Chợ ngoài đời mà ta đi hộ niệm, mà đi giết, mà trời ơi đi giết mà tự nhiên sao bỏ chồng. Đi kiểu mà thường mà gặp nhau mà chia sẻ Phật Pháp. Cái chia sẻ Phật Pháp nó ghê lắm. Như những đức chia sẻ thì không sao, tại vì đức ngồi đây những đức chia sẻ cho bị tu mà. Còn kiểu mà cư sĩ nam cư sĩ nữ mà gặp nhau mà đi hộ niệm chung, hoặc đi đoàn chung chung nhau, giết mà nhất là làm trưởng đoàn trưởng phó, mà trưởng thì nam mà phó thì nữ, hoặc trưởng thì nữ còn phó thì nam,
Đó đó, kẹt đó nghe quý vị. Cái này là phải xem lại coi chừng nghe. Cái kiểu mà nó cứ gặp tính toán này kia, đồ tiền bạc, tính toán con người giết á, nó tính giết rồi nó tính chuyện của đôi mình. À, nhà Đức nói đây mà quý vị vỗ tay chắc là bị thấy cũng là eo ọt có đuôi chứ không phải giỡn đâu nghe. Nên cái người tu của mình á, quý vị đi hộ niệm đi mà nhóm nhóm á, đi vòng vo tâm quắc, đi đêm hôm á, kiểu đi hộ niệm mà mình phải đi đêm hôm, mình chờ để mình vô ban, mình vô ca để mình hộ niệm. Mà cái kiểu mà bằng đêm hôm lỡ chỗ người ta khó ngủ, nên bắt đầu rủ ra ngoài ngồi để nhìn chăng ngắm chăng, ngắm chăng nói chuyện chia sẻ đâu. Ban đầu thì chia sẻ Phật pháp giảng sanh không mà nghe, mà chia sẻ chút cái nó lái. Cái người tu mình nó lái ghê lắm á trời. Nên nó lái nên mới bị người ta chửi. Bị người ta chửi là mình tu mà tại sao mình vậy, hiểu chưa? Nên khẳng thẳng cái vụ này. Thôi, nghe ai mà nói mà phụ trợ nuôi con nữa, thôi, tôi lại ông. Để cho tôi yên đi chậu là thờ. Nói đại một câu cho mạnh dạn đi. Chứ đừng có mà mình mà kiểu như mà mình lưng chân mà muốn tiến không tiến, muốn lùi không lùi, mà kiểu như mà nó mà cứ lưng chân, có ngày thế nào cũng dính á. Cái kiểu mà lỡ mà nói phụ nuôi con nó, thôi ông ơi là ông, để con tôi nuôi cha ơi cha. Chứ phụ cái gì mà phụ, tôi mệt quá đi ra chỗ khác từ hôm nay mà nói mà lỡ đây mà nói lằng nhằng cái này là chết tôi chửi cho mà biết đó nghe chưa. Mình là đàn bà vậy là người ta không có nhào vô được, hiểu chưa? Đừng có lằng nhằng lỡ đây nghe mà lãng quạng tôi chửi đó. Thật là cho người ta không hiểu, người ta nói tôi bây giờ xa chồng rồi, bây giờ bắt đầu là lãng quạng, con cái tôi nó mắc cỡ với người ta. Thôi nghe, từ hôm nay tránh nghe, tôi nói nghe, lần này tôi nói lần cuối cùng đó. Lỡ nói tôi cầm dao dâu tôi vượt cho mà biết, hiểu không? Mà nói mạnh dạn vậy đó, sợ chạy mất tiêu, dê hay cặc nó cũng giác. Hiểu không? Chứ không thôi mà nó lỡ ngay cái cửa mà nó kêu mở cửa nó con gì mà kêu kỳ chứ chồng, mở cửa sổ ra nhìn ra nó kiểu này là ghê gớm lắm nghe. Không mà cái thời cuộc này nghe, với cái thời cuộc này là cái thời cuộc gì? Cái thời cuộc mà vợ chồng chia tay nhiều lắm. Nó nên từ nơi đó mà quý vị gặp được Phật pháp mà nghe những đức nói gì, nó gắn nhắc cái tâm mình nhiều dữ lắm. Thôi một lần gãy gánh đừng có chấp tầm bậy, hiểu không? Thôi chấp tầm bậy. Nên mà mấy cái bà mà xa chồng được mà gặp những đức mà nhờ vậy mà mấy bà tu được. Nhắc hoài, từng chủ nhật nào những đức cũng nhắc. Đó, không nhiều khi ông thầy ông nhắc vậy chứ mình cũng sự cảnh tỉnh cao độ. Có nhiều cái mẹo mà mình không có biết. Mình đi chung á, cái mẹo đó nó ghê lắm á. Mà con người mình là thường bằng đêm á, buổi tối đồ á, nó ghê lắm. Nam nữ đâu mà bằng đêm á, bằng ngày nó không sao mà bằng đêm buổi tối đồ á. Chờ mà vừa tắt đèn đồ á, là tự nhiên mình nó gặp nó nói chuyện kỳ cục lắm nghe. Nó nên nó lạ kỳ cái tâm tư mình làm như nó là đen tối hay sao. Nó chở gì đêm là nó không phải là mình. Nó kỳ cục lắm. Nó nên đi hộ niệm mà đi đòn đồ mà đi đêm hôm đi đầu này đầu kia rồi đó. Mà cái kiểu mà tối tối rồi thôi mình tránh phước cho rồi đi chở là chở. Hiểu không? Đó, kinh nghiệm nghe. Nó nên từ nơi đó mà mình thôi mình yên tâm mình tu. Duy trì yên tâm tu. Ban đầu nói vài câu ngọt với mà về nhà nó thay đi. Nó về nhà nó sống chung rồi là nó đổi liền à. Nó đổi bộ mặt khác liền. Đừng có giỡn. Mấy bà đừng có dại nghe mấy bà. Đúng không? Còn mình đi tu á, ai mà có gia đình rồi thì mình cố gắng mình duy trì cái hạnh phúc của mình cho tốt. Nha. Mình duy trì cái hạnh phúc mình cho thật là tốt. Ví dụ như ngày xưa mình chưa tu thì mình hung dữ, mình chửi mắng sùm. Bây giờ mình tu rồi mình niệm Phật mình không có còn chửi tầm bậy nữa. Ngày xưa mình chửi con, chửi cái, chửi tá lả bên mình chửi buổi trưa, 12 giờ trưa mình còn lôi cho mình chửi. Mình chửi dữ lắm, có nhiều bà đây cũng hung dữ dữ lắm chứ không phải hiền hậu gì đâu trời là trời. Hiểu không? Cũng dữ lắm á, thấy không? Nói rồi có khi mà nhiều bà mình mà ngoài đời mình chửi tung chửi tiểu dùng cái miệng này nè. Chửi tung chửi tiểu chửi tầm bậy tầm bạ, có nhiều bà ra chợ bán. Trời ơi hung dữ dữ lắm chứ không phải giỡn đâu nghe. Nhưng mà từ hôm nay mình biết niệm Phật rồi thôi. Dùng cái miệng này. Ai về đạo Phật. Quý vị mà đeo cái máy niệm Phật những đứa bị bắt lên bị không có hổn được đâu. Nó không có hổn được. Mình mà vừa hổn một cái là mình nhớ là trời đeo cái máy niệm Phật của thầy.
Máy niệm Phật của ta thì sao không được. Nên cái máy niệm Phật mà Như Đức để tấm hình Như Đức là quý vị biết gì sao? Vì nghe Như Đức giảng mỗi ngày, vì nhìn thấy hình định hung dữ không có được. Hiểu chưa? Mình lương tâm mình nó cũng găn nhắc mình chứ. Đó, nên từ nơi đó mà mỗi một người mình, thôi cuộc đời có mấy chục năm ngắn ngủi nha quý vị, chúng ta cố gắng mình tu hành, rồi cố gắng niệm Phật, rồi gặp những cơ hội gì dù khó khăn cỡ nào cố gắng vượt qua. Bây giờ bữa nay thì ngày thứ hai rồi, thứ hai mà chưa vô đâu, mới buổi sáng rồi đúng không? Hiểu không? Đó, nhưng mà nhờ Như Đức khuyên quý vị gì nè, tâm lực nó, Như Đức nó phát lên. Như Đức nói nghe, sáng nay mà Như Đức mà không lên đi là đơ liền đó, đuổi liền, không nói dòng do. Hồi sáng Như Đức ở dưới, Như Đức lễ Phật được 20 phút. Thế sao? Phải lễ Phật, niệm địa chung trên đây. Khi Như Đức niệm xong, Như Đức chưa chắc giảng ngon gì, lễ Phật nó mới ngon. Còn quý vị đông quá không lễ được, phải chịu. Như Đức ở dưới, Như Đức lễ Phật 20 phút. Nó lễ Phật ở trong phòng, lễ Phật một chút, cái tiếng nó thông quý vị, rồi nó làm cho bộ não mình nó tỉnh lại, con người cơ thể nó hoạt bát lại, khỏe lại, hồi phục lại liền. Giờ hồi phục rồi nè. Nó đó, nó phải dùng pháp lễ Phật. Những đức nói nghe, ở nhà hai thời sáng tối đừng có bỏ, lúc nào rảnh nghe bật cái điệu lễ Phật. Cái máy này nhỏ này cũng lễ được, bật cái điệu lễ Phật 4 chữ đây nè, bật lên lễ được, dạy lại cái lễ đi. Như Đức nói quý vị mà làm việc gì nó hơi căng thẳng mệt mỏi cái đầu óc, lễ Phật dừng 10 lại thôi. Bởi vì thấy à, tự nhiên cái đầu óc mình tỉnh veo, ngộ ghê á. Những Đức đây là kinh nghiệm luôn nè. Chứ quý vị coi bây giờ lên đây không biết giảng cái gì luôn, mà lễ Phật xong rồi lên giảng ầm ầm, nó làm cho bộ não mình tỉnh quý vị luôn. Đó, nên hai thời sáng tối đừng có bỏ. Đi về đây bắt đầu ngày mai qua bển, ai thỉnh tự Phật thỉnh, về làm bàn thờ gia đình có ngôi tam bảo. Còn hai thời sáng tối, một ngày nghe 2 buổi giảng có 1 tiếng à, có khi chưa được 1 tiếng nữa. Nhưng vậy mà nhắc đạo tâm tu hoài không bỏ. Cứ đăng ký cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ. Nó, rồi sáng nay này điện thoại ai mà chưa cài cái điệu niệm Phật nhạc chờ á, cứ ngồi đó quý thầy bấm cài giùm cho. Người ta mỗi lần mà ta điện cái là nghe câu Phật hiệu liền tu phước tu duyên cái điện thoại. Nó nên mỗi lúc mỗi nơi mình là người niệm Phật, cái trang hoàng của mình là ở đâu? Câu Phật hiệu à. Nên nơi nào Như Đức ở là nơi đó niệm Phật, phòng Như Đức ở là niệm Phật. Lúc nào có gì đeo máy niệm Phật, bật niệm Phật, đi đâu cũng niệm Phật, lên xe đề máy cái là niệm Phật. Cứ như vậy để làm chi? Thì cái tâm nhớ Phật của mình nó nhiều. Nên quý vị thấy Những Đức lúc nào nó hừng hực. Tại vì sao? Mệt là mệt nhưng nó hừng hực cái tâm à. Thân mệt nhưng tâm của người mình nó cảm thấy nó an lạc gì. Làm những việc cho chúng sanh mà, làm việc cho chúng sanh mà quý vị. Chứ Những Đức đâu có nói là quý vị về đây quý vị đưa tiền bạc Những Đức đâu. Thật sự mà nói, dù có tiền đi chăng nữa cũng lo cho chúng. Chứ bây giờ có đi chơi ở đâu đâu. Bây giờ tất cả Phật tử quý vị thấy Những Đức quanh năm Những Đức không có đi đâu cả, 100% luôn. Ngày nào Những Đức cũng giảng quý vị thấy rõ ràng luôn rồi đó. Nên nếu như Những Đức mà đi đâu, Những Đức đâu có giảng được đâu. Ngày nào Những Đức cũng giảng 1 năm như 1 ngày luôn mà. Đó, sắp sửa được 300 tập một câu ai Phật niệm đến cùng nữa rồi đó. Đó. Nên từ nơi đó mà mình bây giờ là Những Đức nói là bây giờ Những Đức bắt tay vào cái việc là lo cho chúng à, nuôi chúng, nuôi các cụ già. Nó giúp cho một bà cụ già được là mình thấy mừng. Đó, nên từ nơi đó mà buổi sáng khi mà niệm Phật một chút, Những Đức nói chuyện với vị một chút để mỗi cái tâm lực con người phát lên mạnh mẽ, quyết chí. Nên tại sao mà Những Đức chia sẻ những ngày lễ Viếng Quan Âm, Những Đức ưa đặt vào cái việc là mình phải cầu an cho người thân mình, mình phải cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình. Tại vì thí dụ như mình ở đây mình khó khăn một chứ người ta khổ 100 ngàn, trong cái cảnh giới đọa lạc tam đồ ác đạo của ông bà cha mẹ mình. Mình mà có cơ hội mình đi đến đây mình tu với một cái hội chúng, quý vị nhìn người ta đông như vậy mà cùng tu chung như vậy để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình, thì cái việc này nó quá thù thắng. Nên mỗi một người chúng ta đều có ông bà cha mẹ. Nên từ nơi đó mà có khi vì mình mà họ tạo nghiệp mà họ đang bị đọa lạc, chưa chắc họ chưa chắc là họ được siêu thoát đâu. Nên cái chuyện mà từ trong tam đồ mà siêu thoát khó dữ lắm. Nên mình phải thành tâm thành ý mình tu để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Nên á, thí dụ như bây giờ mình gặp Phật Pháp, mà cũng là mỗi người nó gặp cái duyên khác nhau quý vị, chứ không phải ai mình cũng gặp cái duyên được mà tự nhiên mình đi đến cái ngôi chùa mà tu nhiều gì đâu. Thêm thí dụ như bây giờ lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 3-4 ngày mà nói về cái việc mà mỗi buổi mà lên chia sẻ Phật Pháp cho mình nghe cũng khó. Thật sự mà nói nó khó. Từ nơi đó những cái khó này mà mình cố gắng, vì sao? Vì mình muốn đời này mình giáng sanh, nên mình cố gắng.
Chứ nếu như mà mình không muốn giảng sanh, cố gắng làm gì vậy? Đó, nên những đức thấy rằng là qua những cái sự việc mà khó khăn, nó tôi luyện mình để trưởng thành. Những đức thấy rằng là mình trong cái khó khăn thì con người mình sẽ mạnh mẽ dữ lắm. Khi gặp khó khăn mình mới vượt qua. Thí dụ như con người mình mà khi cặn tư nghiệp mình cũng đâu đơn giản đó quý vị. Khi cặn tư nghiệp của một con người mà rồi nói quý vị ngồi đi hộ niệm cho bao nhiêu ca, rồi mình trong chùa mình thấy bao nhiêu người mắc, mình thấy cái việc cặn tư nghiệp của con người là cực kỳ khó khăn. Nếu như bây giờ mà lúc mà mình tu hành lúc bình thường này mà mình không chịu khó chịu cực mình tu mà cặn tư nghiệp mình, cái chuyện mà để mình tỉnh táo mình niệm Phật để sanh cực lạc, chuyện này khó lắm á. Nhưng đức nói là cặn tư nghiệp là cực kỳ khó khăn á, chứ không phải đơn giản á nghe. Những nuôi mấy bà cụ già trong chùa, chúng trong chùa kìa, những đức nói với vị nghe chứ 10 người là trong đó là nó chiếm ưu thế hết. 6 người là cái việc mà cuối cuộc đời mà thấy đuối đuối lắm á. Mà khi cặn tử nghiệp mà gần chết là tự nhiên nước mắt nó cứ chảy ra. Tại cái sự đau của thân tứ đại rã rời quý vị. Không tưởng tượng cho mình nhìn cái cảnh nó giết rồi con người mình, tự nhiên đối với danh lợi trong cuộc đời này nó không còn gì cảm giác nặng nề. Tại vì mình thấy dù có cái gì đi chăng nữa, dù có tiền bạc nhiều, có danh tiếng lớn, có nhà cửa cao ráo, có nhiều nhà đi chăng nữa, chùa cao Phật lớn, nhưng quý vị coi cái cặn tử nghiệp nó chỉ gần chết. Kinh lắm. Nằm mà cứ cứ gì quý vị nhìn cái cảnh đó, trời, mình nhìn cái cảnh đó mình ham cái gì nữa trời. Mình nhìn người ta, mình nhìn lấy mình. Nên Ấn Độ ngày nói hôm nay thấy người chết lòng ta thấy ngậm ngùi, đời người ai cũng chết, ngày mai đến ta thôi. Thấy không? Mình mà mỗi ngày không chịu khó chịu khổ niệm Phật lễ Phật rồi tu hành trong cái khó khăn để gầy dựng một tâm quyết để mà đời này vãng sanh, thì cuối cuộc đời mình là phần nhiều đa phần mê chứ. Mà cái ý niệm cuối cùng chỉ cần mê một phát thôi là chúng ta một đời tu mình gieo duyên mà không có quả, chỉ gieo cái duyên thôi à. Nên những đức nói rai rai từ từ ngồi chơi sơ nước mà nói muốn vãng sanh không có đâu. Những đức nói thiệt, mình phải siêng năng niệm Phật, mình phải siêng tu phước tu duyên, mình phải siêng năng tu hành gì nè thì nó mới được. Nó về những đức thấy hàng Phật tử quý vị thấy không, giờ đó mà mình lễ xong rồi mình kiếm hộp cơm mình ăn, ăn cũng không phải dễ đâu quý vị, nuốt cũng khó trôi lắm. Chính những đức về mấy cô nấu cho một chén cháo trắng, những đức đâu có múc đâu, những đức bưng, những đức húp một phát rồi. Tại vì cái cảm giác mình không có múc, từ từ ăn được, húp đại nó một cái rồi cho nó có cái sức một chút thì sáng mai mình tu một chút, chứ múc từ từ múc nổi nữa, bưng húp một phát nằm cái ạch vứt cho rồi. Đó, đúng là nó lúc mà bình thường cho công chúng thì hừng hực thì ghê thế chứ, mà cái này là không phải cặn tử nghiệp đó nghe, nó chỉ mệt thôi đó quý vị. Mà sức những đức là nó hồi phục rất là mau, nó chỉ có mệt thôi đó, mà nó đuối rồi đó, chứ không gì cặn tử nghiệp. Cái đó chỉ có một phần cặn tử nghiệp, nó 100-200 phần. Vì coi cặn tử nghiệp dễ không? Nên con người chúng ta mà lúc mà bình thường gì mà bệnh đau một chút là tìm bác sĩ, tìm thuốc một cái là đố cặn tử nghiệp quý vị. Chịu nổi về thân tứ đại rã rời. Quý vị coi đất nước gió lửa, con người chúng ta là từ thân đất nước gió lửa nó hợp thành. Còn khi nó gọi là lúc mà nó chuẩn bị để thân tứ đại rã rời ra, quý vị nghĩ đi, đất thì nó sụp ao 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 ao, cũng như là đồi núi mà nó sụp xuống. Còn nước thì giống như nó trào dâng mà không tưởng tượng được, như bão tố cuồng phong. Gió thì quá trời mạnh luôn, lửa thì cháy không tưởng tượng được. Ở trong cái tâm thức của mình, đất nước gió lửa nó rã rời, nó cảm giác gì. Nên nó hoàn toàn, có người mình phải hoàn toàn mê hoặc điên đảo hết, không có ai mà tỉnh nổi hết chứ. Chỉ có đúng cái người tính nguyện niệm Phật, được Phật lực gia trì, con người này mới tỉnh được thôi. Nếu như con người này mà không niệm Phật dưới cái khả năng của người mình, mà nói mà gọi là mình tu mà để thu thần tịch diệt, không có làm nổi đâu quý vị ơi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói thờ mặt Pháp, nhiều người tu hành mà không có người đắc đạo, duy chỉ có những người tính nguyện niệm Phật cả đời kiên cố thì mới được giảng sanh. Tổ sư nói rằng cái khả năng con người chúng ta chỉ có bổ nguyện gia trì cặn tử nghiệp mới tỉnh niệm được câu Phật hiệu. Nếu như mà không tin 100% vào bổ nguyện niệm Phật thì đố mà cặn tử nghiệp mà tỉnh đó. Dù quý vị có tu bao nhiêu chục năm mà quý vị mà không gầy dựng, quý vị cũng sẽ bị mê, chắc chắn quý vị luôn. Đây là những đức gặp bao nhiêu bà cụ già trong chùa niệm Phật và bao nhiêu người mà tu cũng dữ dằn luôn quý vị.
Nhưng mà cuối cuộc đời là phải chịu vất vả. Mình phần nhiều là gần cận tử nghiệp là nước mắt mình nó chảy ra. Nên hôm nay chúng ta học cái đề tài là muốn làm Phật thì phải chịu khó, chịu khổ thì mới làm Phật được, đúng không? Nó lễ mà từ khi mình nằm cái vẹp kè vô, đem bác ca ginh vô, thầy khác nhảy lên liền, đúng không? Từ khi là như vậy chứ không thể nào mà nói mà mình bỏ cuộc được quý vị. Cái tâm tư của mình là nghĩ rằng là phải nằm một vẹp một cạp. Ví dụ như mình đang lễ vừa sướng lên một câu cái người ta quán thấy Bồ Tát, thầy thấy cái ập nằm im gu, thì cái này thì đưa đi đâu thì đưa đi, đúng không? Chứ cái chuyện mà nói mà đuối đuối mà bỏ cuộc là không. Tại vì mình là cái dạng lên đài là phải vì một là chết trên đài chứ không có thể nào bò xuống đi về được. Cái tâm đó đó quý vị, cái tâm lễ Quan Âm Bồ Tát quý vị phải có cái tâm đó đó, quý vị sẽ lễ hết trơn. Nhưng mà qua rồi quý vị mới thấy được đúng là cái năng lực con người mình nó cũng cao. Nếu như mà mình xìu xìu ến ến, nó nói là mình rớt liền quý vị ơi. Nên ví dụ như lúc mà gió thổi rồi đi lễ ngon ghê đúng không? Nhưng mà nó mà đứng gió mà phát đi. Tại vì con người mình là sống từ không khí, từ gió, mình hít thở đồ được đúng không? Nhưng bây giờ mà nó ngợp lại hoàn toàn thử quý vị nghĩ đơn giản rồi. Nhưng mà nó không có gió mà phải chi, nó không có người thì không nói gì. Còn này người ta xung quanh nó quá trời luôn, bích hết trơn. Quý vị biết rằng cái hơi con người dữ lắm quý vị. Trung bình nguyên một cái vàng quạt này mà không có người nó thổi hù 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 vậy đó. Nhưng mà có con người là cái quạt nó quạt không nổi đó quý vị. Để ý vậy đó. Còn đèn không có người nó sáng dữ lắm nha. Mà có người vô là đèn nó phải mờ lại. Có người mình cũng ghê thiệt chứ. Ngộ vậy đó. Để ý vậy mà đó. Nên từ nơi đó mà cái hơi con người dữ lắm đó. Đó nên tối hôm nay Quan Âm Bồ Tát mà cho như hồi tối một bữa nữa. Có đó quý vị. Tối đêm nay sẽ gì nữa đó chứ không đâu. Mà hồi tối á, mà ngoài xăng đó nghe chàng. Tối đêm nay là vô cái nhà tôn. Nên quý thầy quý chú là mình phải chuẩn bị mấy cái quạt. Không nó nói chứ cái người chủ sướng quý vị. Người ta mà có tâm lực nó đỡ quý vị dữ lắm á. Cái người chủ sướng mà nó làm hết đổi là quý vị cũng chết queo luôn. Tại vì sao? Đầu kéo. Quý vị coi ở ngoài đường mà thấy mà cái đầu kéo mà nó kéo nguyên cái thùng phía sau đúng không? Do cái đầu mà nó kéo được. Còn cái đầu mà nó không kéo là bị chịu đứng hết trơn luôn. Không có ai mà đi nổi đâu. Nên từ nơi đó mà cái đầu kéo là quan trọng lắm. Nên tối có mấy cô mà đứng mà quạt quạt chứ nếu không. Đừng trắng mắt luôn á, dẫn chơi đó trời. Đó nên á. Đúng như vậy quý vị. Không thể nào mà gọi là ngồi chơi sơ nước mà làm Phật được đâu. Nhiều tối những đức hồi đó giờ lại Quan Âm Bồ Tát. Hồi tối là những đức mệt nhất quý vị. Biết sao giống như nó không có gió luôn quý vị, từ đầu tới cuối. Nhưng mình vừa nói chuyện xong á, mình nói nếu mà có nóng cầu Quan Âm, Quan Âm cho miếng gió đi. Mà tối cầu hoài Quan Âm cũng không cho luôn. Không, đúng là thử thách mà thôi ha. Suốt mấy tiếng hồ luôn chà, không có miếng gió luôn, đứng luôn quý vị. Những đứa nhìn cái chậu hoa nó không có một chút động mà miếng gió nào chứ, đứng hoài luôn vậy đó. Thì nó ngợp người ta quá đông, thêm cái nữa, không có gió luôn, lễ mệt. Lễ nó mệt thì bắt đầu là nó không có gió, mình thở khó. Xong mà mình phải dùng sức để niệm, nó nhiều cái kết hợp lại làm mệt ghê. Hồi tối không xỉu là may. Những đứa lễ xong rồi về phòng, những đứa nằm ngang cái ạch luôn. Mệt quá, thật sự là quá mệt luôn quý vị. Nên mình thấy mình cũng kiên trì lắm á nha. Giống như mình thường lễ Quan Âm quen, mình kiên trì quá. Với những đứa cũng gặp nhiều chặng mà bệnh đồ này kia mà những đứa vẫn lễ được. Nghĩa là cái sức kiên nhẫn mình rất là cao. Chứ nếu như người bình thường khác buông liền chắc chắn 300 lại buông.
Theo tối là nằm 300 lại thì Đức mệt dữ lắm. Nhưng mà gán tới thêm 200 nữa thành 500 lại. Bởi vì để ý rõ ràng nha, khi mình mà lễ mệt á, bây giờ quý vị muốn vui vui cũng không nổi đâu quý vị. À, bây giờ mình muốn làm vui gì cũng không có được, tại vì ai cũng mệt hết rồi. Lo mà lễ chứ không có còn cảm giác vui nổi nữa đâu. À. Nhưng mà qua những cái khoảnh khắc gì mình mới thấy cái sự đồng lòng đồng chí của mình á, nó đồng tâm đồng nguyện. Nên cái đó mới là cái đáng quý đấy quý vị. Ví dụ như mình mà dễ hoài thì nói làm chi nữa. Có những lúc nó quá khó khăn mà mình vẫn vượt qua được, thì con đường tu của mình mỗi người, bây giờ mình muốn làm Phật nó đâu phải đơn giản đâu. Dù biết rằng Pháp Môn Tịnh Độ là Pháp dễ tu, nhưng mà nó cũng phải chạy da chóc dãy một chút. Đúng không? Chạy da chóc dãy một chút. Rồi mình cũng về đây mà lễ Quan Âm mà nằm chặt chội đông đúc, rồi nóng nực quý vị thấy không? Rồi mũi cắn nó đủ chuyện như thế chưa? Chịu khó lắm chứ giỡn đâu. Nên từ nơi đó thì có công có quả. Có công mới có quả. Chứ đâu phải cái chuyện mà mình mà ngồi chơi hút gió đồ mà mình nói. Cái chuyện mà tự nhiên mình làm Phật đó, chuyện đó đâu có dễ quý vị. Mình thấy cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đi tu chưa? Gian nan vất vả khổ cực, đâu phải người bình thường mà làm được cái chuyện của Ngài làm đó quý vị thấy chưa? Nên nó tới đời mình nó đã quá dễ, nó quá tiện lợi rồi. Nhưng nó cũng phải gặp cái khó khăn dữ lắm chứ không phải giỡn đâu. Như cái việc mà lễ Quan Âm hồi tối 500 danh hiệu là những đức nó không đơn giản. Như hồi tối là những đức thấy là nếu mà 3 ngày mà như vậy luôn chắc xong những đức chết queo luôn. Những đức thấy là hồi tối là những đức mệt dữ lắm, về những đức không ngủ được luôn á. Nằm hồi tối không ngủ được luôn, mệt quá. Rồi thêm một cái nó làm sao á, nó người nó mệt. Nên từ nơi đó mà hồi đó giờ lễ Quan Âm chưa bao giờ nghe. Mà những đức lễ hồi xưa giờ nhiều năm lâu rồi mà chưa bao giờ bị tình trạng gì. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là thời tiết chắc giống đang thay đổi. Nên mình mà chuyến này mình đến mình lễ 1500 danh hiệu thì cũng Phật sắp xếp. Chứ đúng mình lễ 2000 lại cũng chua ăn lắm quý vị. Đúng không? Chứ đúng là cái lịch của mình đó là 2000 lại đó. Nhưng mà tự nhiên sao về coi lịch là ủa nó không có đúng cái theo cái lịch mình đã từng đưa lên chương trình. Nó ngược lại, nên từ nơi đó vậy đức định lễ 2 ngày. Xong rồi bà thượng nói thôi ông lễ thêm ngày nữa đi, để cho ba chùa một ngày cho vui. Nói như đức lễ thêm ngày nữa. Nên đó, mỗi một người chúng ta đi đến đây, cái cơ hội ở xa mình đến mà gặp ông thầy ông chịu tu. Quý vị thấy hồi tối mà những đức lễ mà xiển niễn chứ giỡn đâu trời. Để quay giỡn đâu. Mà những đức cố gắng, những đức dùng sức, những đức mà niệm lớn lên để kéo. Kiểu như hồi tối mà mình niệm không nổi chắc chúng cũng lại thôi không nổi thôi. Nhưng nhờ mình cũng cố gắng hết mình. Mình nghĩ cái đại chúng phía sau người ta lễ theo, nên mình cố gắng. Nhờ vậy mà cái động lực chung quý vị, cái động lực chung quý vị thấy không? Nên nói là đức chúng như biện cảm mình mong cái đức của đại chúng lớn. Thí dụ như hồi tối mà vài ba người mình không có làm được, tại vì ít người mình không có làm được. Nhưng mà nhờ quá đông người mình phải cố gắng. Tại mình không nổi nguyên cái đại chúng cái sao thì sao đây. Mình nghĩ như vậy đó thì con người mình nó phát cái động lực rất là mạnh. Nên giống như mình làm một cái việc gì đó mà mình đặt vào cái trách nhiệm vào, tự nhiên mình sẽ làm được. Chúc quý vị an lạc nha. Ai với đào vâng. À, chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.